cũng là đội vốn, nhưng đội vốn bên Mỹ nó ở cái tầm. Nếu như Hà Nội phải đợi tận 10 năm để được đi chuyến tàu điện đường sắt trên cao đầu tiên, thì thậm chí bên California phải đợi tính đến thời điểm này đã là 14 năm rồi mà vẫn chưa được trải nghiệm chuyến tàu cao tốc của họ. Dưới đáy sâu của cuộc suy thoái năm 2008, chính quyền bang California đã tặng cho người dân một giấc mơ đẹp một chuyến tàu cao tốc HSR sẽ giúp họ di chuyển giữa Los Angeles và San Francisco trong vòng chưa đầy 3 giờ. Dự án được hy vọng là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của hệ thống đường sắt tốc độ cao tại Hoa Kỳ, HSR, California ở giai đoạn cuối, sẽ được kéo dài theo bờ biển phía Tây từ San Diego đến Vancouver, qua sa mạc đến Las Vegas và cuối cùng là xuyên lục địa Hoa Kỳ các cử tri California năm đó, 2008, đã chấp thuận việc bán 9 tỷ đô la trái phiếu tiểu bang với niềm hy vọng rằng tuyến đường sắt từ Los Angeles đến San Francisco sẽ hoạt động vào năm 2020. Không lâu trước khi chính quyền tiếp theo của Obama thắp thêm hy vọng với một kế hoạch nâng từ tầm tiểu bang lên tầm quốc gia cho 8.600 dặm 13.840 km đường sắt cao tốc, sau đó tiếp tục được tăng lên 12.000 dặm, 19.312 km, sẽ giúp tái tạo một nền kinh tế thiếu hiệu quả và giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch đang đe dọa phá hủy khí hậu toàn cầu. Thế nhưng, Thống đốc bang California Gavin Newsom đã không còn luyên thuyên về đoạn đường dài 500 dặm 840 km từ Los Angeles đến San Francisco nữa vì chi phí hiện tại của cả dự án đã tăng vọt ngoài tầm với. Thay vào đó, chính quyền của ông đang chỉ tập trung vào công tác xây dựng một phân đoạn dài 172 dặm, 275 km, kết nối một số ít các thành phố nhỏ tại Central Valley. Mặc dù vậy, ngay cả khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và có thể thuyết phục được nhà đầu tư giải ngân các khoản tiền cần thiết, Phân đoạn dài 275 km của đại công trình dài 1.300 km này vẫn có thể không bắt đầu phục vụ hành khách cho đến năm 2030. Dự án này đã trở thành một trò lố bịch, cầu ngạn ngữ, tàu không tới nơi tới chốn và không có lợi ích gì nếu tiếp tục ném tiền vào nó. Phân đoạn từ Merced đến Baskerville được dự đoán sẽ tiêu tốn hơn 20 tỷ đô la nhiều hơn vài tỷ đô la so với dự kiến trước đó, được thực hiện vào năm 2019 và có khả năng sẽ chỉ càng đắt hơn về sau. Cũng không rõ sẽ có mấy ai đi trên nó vì nó phần lớn phân đoạn này lại trùng lập với một tuyến đường sắt Amtrak hiện có. Đó là một ước mơ hão huyền, nó không thực tế và nó không bao giờ có thể thu hồi được vốn. Quyên tin Cobb, một cựu nhà lập pháp và thẩm phán nghỉ hưu, chia sẻ tôi nghĩ rằng nó hết cứu vãn được rồi ông nói không ai khác ở Hoa Kỳ muốn lãng phí thêm tiền bạc vào việc này cơ quan lập pháp nên ngừng tài trợ cho dự án một lần và mãi mãi trong năm nay và thống đốc nêu sầm nên khôn ngoan hơn mà dừng bước trước khi lịch sử bang ghi nhận anh là một kẻ đã ném tiền của người dân mình đi một cách vô tội vạ